Đối với trẻ em, tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ là thứ tình cảm quý giá không gì sánh bằng. Nhưng với em Lưu Thị Bảo Hân, học sinh lớp 7A1, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Gia Phú, huyện Bảo Thắng, thì điều tưởng chừng như giản đơn ấy cũng chỉ có được trong những giấc mơ của em. Không có tuổi thơ may mắn như các bạn đồng trang lứa, hoàn cảnh của Bảo Hân rất đáng thương. Bố em bị tai nạn, liệt cả hai chân, mất khả năng lao động. Bố mẹ ly dị khi em mới 4 tuổi và mẹ em đã có một gia đình mới nên Hân phải sống nương nhờ vào ông bà ngoại, tuổi đã cao. Dù sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nhưng cô bé Bảo Hân lại rất ham học và luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Thương cảm cho hoàn cảnh của em, thầy cô và các bạn trong trường, trong lớp cũng luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Hân có điều kiện học tập tốt nhất có thể. Mặc dù là hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mẹ thì ly hôn, em Hân phải ở với lại ông bà. Thế nhưng mà em Hân là một trong những học sinh rất là ngoan và nỗ lực trong học tập. Và đặc biệt là với lại cái em đã thiếu thốn cái tình cảm của gia đình, nên em là một học sinh rất là thân thiện và rất là được thầy cô giáo quý mến. Và bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm thì tôi cũng rất là sát sao và quan tâm động viên em rất là nhiều. Không phụ sự quan tâm sẻ chia của thầy cô, bạn bè, Hân đã luôn nỗ lực cố gắng để có được kết quả học tập khá trong những năm học qua, được các bạn trong lớp quý mến, nể phục. Tuy gia đình khó khăn nhưng bà Hân rất cố gắng học tập, bà là một người rất tốt. Bà ấy luôn luôn giúp đỡ những bạn học kém. Và cô giáo thì bà Hân rất là gần gũi và thân thiện. Bạn Hân là một người lớp trưởng rất là gương mẫu, luôn năng nổ trong các hoạt động của trường, của lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn khó khăn trong học tập và luôn thực hiện tốt các vai trò của lớp trưởng. Hàng ngày, sau mỗi buổi học trên lớp, về đến nhà, Hân lại phụ giúp ông bà những công việc trong nhà. Vốn ham học nên ngay cả khi đang giúp bà nấu cơm, Hân cũng tranh thủ đọc một bài văn, một mẩu chuyện hay. Cô con gái nhỏ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bố. Sự động viên chăm sóc ân cần của Hân giúp bố vơi đi phần nào sự cô đơn và quên đi những cơn đau mỗi khi trái nắng trở trời. Con luôn mong muốn là bố con có một sức khỏe tốt, ổn định để cho... Bởi vì bố là điểm tựa tinh thần cho con trong học tập trên và trên con đường bước đến tương lai. Dù phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng bằng nghị lực, sự tự tin và lạc quan, niềm hy vọng vẫn luôn được cô học trò nhỏ Bảo Hân ấp ủ và dần lớn lên từng ngày. Đó là ước mơ sẽ học thật giỏi và trở thành một quân nhân trong tương lai. Ước mơ của con trong tương lai là được đi thi vào trường khối quân sự quốc phòng để đóng góp sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với ước mơ cao đẹp đó, cô học trò đáng thương này vẫn đang cần lắm những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, nâng bước cho Hân được tiếp tục đến trường và viết tiếp những ước mơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình Vươn tới ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi có một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng trao tặng cho em Lưu Thị Bảo Hân, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Đây là suất học bổng trị giá 3 triệu đồng của những người làm chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai trao tặng cho em. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và học giỏi, luôn luôn trở thành con ngoan trò giỏi trong tương lai. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện và trao một suất học bổng cho em Hân. Em chẳng biết nói gì hơn, em xin chân thành cảm ơn Đài Truyền hình và chương trình đã tạo điều kiện cho ạ. Thời lượng của chương trình Vươn tới ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.